ơi, tự nhiên cái dây này nó cứ mất mất sao ta? Cái dây thì nó bị làm sao á? Mà không may Trang cứ để đó đi anh làm cho. Trong cái xóm này anh là khéo tài nhất luôn. Vậy à, không may anh Cường làm cho em. Đây 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 đây, Trang để đó cho anh. Vô nè, vô nè, vô nè. Ây da, vô rồi Trang ơi. Ê, 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 gì vậy ông nội? Gì vậy? Mày làm gì vậy hả? Mày định dê bạn gái tao đúng không? Mày dê đâu dê? Thì tôi có làm gì đâu, tôi chỉ chị à, nãy cái áo em nó bị dướng á, cho nên là em kêu anh kéo giùm thôi. Đúng rồi, đây đây quên à, hồi nãy nha, này cái áo của Trang nó vậy nè, đây đây nó tụt xuống vậy nè, xong á nha, tôi giùm kéo lên giùm cho Trang thôi đó. Tôi làm gì đâu, phải như vậy không? Thiệt mà, lần này tao bỏ qua cho mày, lần sau mà còn dám sờ mó bạn gái tao nữa vô mặt mày liền đó. Có gợi mó gì đâu trời. Đi em. Dạ. Cơm dâng tới miệng còn bị này hất tay chân ta. Ê thằng ăn mày kìa, làm gì mày đi theo tao hoài vậy? Tao nói thì biết nha, tao không có tiền đâu cho mày nha. Tôi không phải là ăn ngoài. Cái gì? Mày nói gì tao nghe không rõ. Mà sao nha, cái tụi khố rách áo ôm mày làm sao á. Nghèo thì mình nhận là mình nghèo đấy, có gì đâu. Hồi nãy á, tao còn thấy mày lục cái thùng rác dưới kia rồi. Tôi đã nói với anh là tôi không phải ăn mày, mà anh chưa nhận ra gì sao? Lúc nãy á, họ lừa tiền của anh á. Tôi còn sợ hơi có đồng đảng, cho nên tôi mới cố tình đi theo anh đi coi như thế nào đó. Đi viết kịch bản đi, hay á. Nè, nhìn kỹ mặt anh nè. Mặt này có ngu không? Tất nhiên là không rồi. Mà bây giờ tao đứng tao nói chuyện với mày tao mới thấy tao ngu nè. À đây rồi, đây rồi. Mày lừa đảo đúng không? Mày tới công chuyện của tao. Làm gì? Thằng Cường đúng không? Ban ngày ban mặt mày làm gì một ồn ào vậy? Hả? Em có làm gì đâu chị. À, chị đi đâu á? Chị đi thể dục á, đi ăn sáng cái gì? Nhìn cái mặt mày là tao đánh mày rồi. À, bớt dở cái trò bắt nạt người ta em chưa? Thấy chưa? Chị, em có làm gì đâu. Cũng tại thằng ăn mày nè. Nó cứ lẻo đẻo theo em làm gì á. Đi theo em từ nãy tới giờ. Nó lừa đảo mày. Mày cũng nói hả? Mày cũng bắt nạt người ta hả? Ê, mày quên là cái đất này có mặt tao đây rồi hả? Cường, mày quên rồi đúng không? Trời ơi, chị, bớt giận thôi. Chị làm sao ấy? Có chị ở đây, làm sao mà em dám không nể mặt chị được? Nói vậy á, chị mày còn nghe được, còn biết điều á. Lần sau á, mà tao thấy mày bắt nạt người ta mà coi chừng tao hết chưa? Nè, em biết rồi. Tôi là chị. Một lần cuối rồi nghe chưa? Yes sir. Muốn láo. Mày làm gì? Mà tao đang thắc mắc nha. Tại sao chị Quỳnh chỉ lại bên mày? Hay là chị đang gửi cho tao một cái thông điệp đến từ vũ trụ? Là tao phải ra tay tao xử mày thay chị. Tao nghi lắm nè. Rồi mày xong rồi. Quá tao khởi động xong mày tới công chuyện với tao. Nhào vô. Mày xong không? Ai da? Hả? Ai da? Đau đau em chị ơi, đau. Ai da. Em quỳ. Chị Quỳnh làm gì á? Sao gì? Sao gì? Sao chăng cái đầu mày á? Hả? Người ta đã cho mày cơ hội rồi, mày còn không biết điều nữa. Bây giờ mày câm cái miệng mày lại. Mày nghe anh bị đại ca tao nói chuyện kìa. Người ta không có rảnh thời gian đâu mày theo mày hiểu chưa? Người ta đang muốn giúp mày đó. Ủa, vậy mày là... Cái miệng ăn bậy, nói cũng bậy. Anh là anh Vĩ đúng không? Cái chuyện anh là ai không có quan trọng. Quan trọng là em á. Nên nhớ là người ta đi theo giúp đỡ mình thì mình cũng phải biết lịch sự cư xử cho đàng hoàng chút xíu. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác gì. Em nghe lời anh. Coi như là em có mắt như mù đi. Hàng mắt muốn tích sự gì chứ. Thôi, bây giờ cái chuyện nó bỏ qua đi. Cái chuyện quan trọng á là em nó bị người ta lừa mất cái bóp rồi đó. Thiệt hay giỡn anh? Ủa? Cái bóp của em một cánh bay mất tiêu rồi. Bây giờ đã tin chưa? Sao? Tao quýnh mày á, đúng hay sai? Vừa chưa? Đúng. Chị đánh em là đúng. Chị phải đánh em mới khôn ra được. Chứ em ngu quá mà. Quá ngu.
Anh nhìn anh vậy, anh gì thấy em lần này xử lý ok không? Ừ, chút chút. Anh vậy ơi, vậy lần này á, anh dạy cho em xử lý vụ này nha. Em phải cho tụi nó biết hả, lằng quằng với cái khu này là không xong với em đâu. Ừ, giỏi đó. Coi như lần này anh giao hết trời. Dạ, em cảm ơn đại ca. Mà anh chị ơi, mấy anh chị cho em đứng cái được. Nổi quá. Tiện thể anh chị cho em hỏi, tiền của em bị mất rồi giờ làm sao? Dạy gái thì chịu đi, chết than gì nữa. Xứng lắm. Tiền còn bị đánh nữa. Con lành cành đào. Ồ. Ê. Dạo này kiếm tiền cũng dễ quá ta. Ủa chị. Ừ? Ơi, tự nhiên hôm nay chị Quỳnh đến nhà tôi chơi vậy gồng đến nhà tôm mà chị đợi em xíu em vô lấy nước cho chị uống ha. Thôi. Nè. Dạ. Tao đâu có thời gian đứng nói chuyện với mày. Hả? Mày nghĩ tao hay có chuyện để tâm sự nhau hả? Chị qua đây chi chị. Bữa giờ mày với anh Trang sao rồi? Kiếm chắc cũng hơi được nhiều á ha. Ừ, lừa tiền người ta cũng dữ hả ha, đúng không? Chị Quỳnh nói gì vậy? Ai đồn ấm như thức đức gì? Em với là vợ em là làm ăn chân chính đàng hoàng, đâu có lừa gạt cái trộm cắp gì ai đâu. Mày đừng nói xạo nữa. Mày tưởng tao không biết hả? Sáng nay mày với lại anh Trang trộm tiền của Cường đúng không? Hôn hồn thì nôn ra đây. Dạ, chị Quỳnh biết hết rồi hả? Không, mấy giờ chị biết hết rồi. Chị Quỳnh, em chia cho chị chút đỉnh nha, chị đừng có... Em cứ mở lại. Thằng con đích tranh, mày nghĩ gì vậy hả? Nhìn mặt tao về mày đi phải đi chia chác với hai tụi bay hả? Hả, mày nghĩ sao vậy? Có bao tiền nôn hết cho tao, không thì lên phường đó chị. Dạ, chị ơi. Em biết mà, em biết là người mà đại nhân đại lượng như chị đó giờ sống thanh liêm lắm, không bao giờ mà dính tới mấy cái đồng bạc lẻ này. Nhưng mà giờ em đưa tiền cho chị đừng báo công an nha. Em có lỡ em xài chút ít rồi, còn nhiêu đây chị lấy gì tiền. Trời ơi. Em phản động như vậy, nhưng mà phải như vậy mới được. Chứ lại nãy giờ nó qua đây lên mặt sao mà được. Tất nhiên rồi, nãy là hầm hố lắm, làm sống chết luôn. Ê, nhưng mà bây giờ tụi mình phải nhanh trí, đúng không? Nó mà tỉnh lại, nó điện đàn em một cái là hai đứa mình lên bàn thờ đó. Bây giờ phải tính cái cách nào đó để đi biệt xứ luôn, cho nó không còn quay về đây được nữa. Em gọi thằng Lực cho anh, kêu nói nó là mình có thằng ngon. Đúng. Đúng là bồ của em nó có gì cũng đỉnh. Điện gấp cho. Alo, anh Lực hả? Có hàng ngon nè anh. Anh tới liền nha, tụi em đợi anh. Dạ, yên tâm đi, chắc chắn là ngon mà. Bao nhiêu, ra giá đi. 50. 30. Dạ, anh Lực ơi, anh Lực. 30 thì thiệt cho tụi em quá. Bây giờ người ta thường thường á là một người là lấy giá 100 không đó. Anh em mình là chỗ thân thiết quen biết nên em lấy có nửa giá thôi, bây giờ anh ép em của đó tội em lắm anh Lực. 30 là 30, hai người không bán thì thôi. Khoan anh Lực. Anh Lực ơi, em biết anh Lực lắm. Nhưng mà bây giờ gì ha. Thì thôi bây giờ mình bớt qua bớt lại đi. Ví dụ như anh em muốn 50, anh muốn 30 thì người bớt 10 triệu và anh thêm em 10 triệu là tổng là 40, chốt ha. Bây giờ là 30 triệu, chịu thôi, đi về. Anh chó nào đây? Là tao. Ê, bị ban 7B. Vậy con gái kia là ai? Mày cũng gan nè, dám tới thì nhạy giá. Mày có biết là người của tao không? Thôi anh Vĩ, thôi em anh Vĩ. Do hai đứa này nè, nó kêu em qua đây coi hàng nè. Thôi, anh tính chuyển hai đứa này đi, em có gì em đi trước nè. Vậy là hai đứa bay. Hai đứa bay vừa lừa gạt tiền người ta, còn dám buôn bán người trắng trợn vậy hả? Dạ, em chào anh Vĩ. Đó giờ em nghe danh anh lâu rồi, nay mới có dịp gặp mặt, đúng là mở mang tầm mắt mà. Mắt cái gì? Tao không cần mắt mà nhìn tao. Đàn em tôi đâu? Chị Quỳnh ở trong phòng á, chị Quỳnh không bị gì hết á anh ơi. Màu đen nó ra đây. Dạ. Anh... Kìa anh, đây nè anh. Hai cái đứa ông dịch tụi bay á, đánh tao đâu còn chết à. Dạ. Anh Vĩ, em xin lỗi, em làm anh thất vọng rồi. Thôi, em không sao là tốt.
Bây giờ chối hai đứa lại đi. Anh sẽ thay em trả thù cho, chịu không? Dạ, chịu liền. Ai là người đã đánh em tao? Dạ, con Trang nó đánh anh. Em không biết gì hết, em liên can trong chuyện này. Ê, mày nói gì hả? Rõ ràng là mày xúi tao mà tao không có liên quan gì hết á. Anh Dĩ ơi, em mà em biết chị Quỳnh á là đệ tử của anh là em có dám làm gì đâu. Em xin lỗi, tha cho em đi. Bây giờ cô biết rồi đó. Nói chung á là tính tôi không bao giờ nhỏ nhen. Hồi trước cô đánh tôi bằng tay nào thì bây giờ tôi lấy cái tay đó tôi đánh lại cô thôi ạ. Thôi chị tha cho em đi á, là này hết á, chị đừng có đánh em. Em xin chị đó, em xin lỗi. Không cần phải tranh giành, đứa nào cũng có phần hết á. Tôi dạy dỗ cô trước, tôi dạy dỗ thằng này sau. Hai đứa lên đồ nói chuyện với nhau đi chưa? Chị ơi, làm việc xấu thì phải trả giá, đó là đạo lý bao nhiêu đời nay. Nếu biết trước như thế này thì hai người nên sống đàng hoàng. Đây là bài học lớn cho hai người. Sao cô quăng xuống dưới đất vậy? Kệ tôi, đồ của tôi muốn làm thì tôi làm, hỏi gì? Thì tiện tay thôi. Không có mượn, đừng có nhiều chuyện. Anh nè, hình như cô lộn rồi sao á. Cô đang là người giúp việc nhà tôi á, có thái độ với ai vậy? Ủa, bộ người giúp việc không là con người hả? Cô nói chuyện giống như cô đẻ được tôi gì đó, bữa tính là mẹ tôi hay gì? Nè, tôi có thể đuổi việc cô á. Đuổi việc hả? Thích cô đó, cho thử xem ai mất mặt biết liền. Mà cô cũng nhìn lại cô đi, cho dù cô có làm cái gì trong cái ngôi nhà này đi chăng nữa thì việc cô cũng chẳng cách nào là con ó đỡ hết. Đó, bây giờ cô thấy đóng đinh thôi, chứ có làm được cái gì cao sang hơn nữa đâu. Nhà tôi thì tôi đóng. Ừ, thì đúng rồi, cô đóng đinh đi. Chứ tại tôi thấy anh Tuấn cũng kiếm tiền á, cho nên là gắng làm cho tốt nha. Chứ nếu không á, tôi mét anh Tuấn đó. Sao? Anh này, dạo này hư lắm đó nha. Hư sao mà hư, hả? Tại vì á mình thực hành nhiều rồi nên từ từ á anh có nhiều kinh nghiệm thì nó phải lên cơ chứ. Thôi đi, anh á nói chuyện chọc ghẹo em không mệt. Trời ơi, nghiện mà còn ngại nữa nè. Chứ không phải là tại vì anh làm em sướng quá cho nên bây giờ em ghiền à. Trái miệng hư nè, đã ăn dụng rồi mà còn to mồm nữa. Ăn dụng thì sao? Mình ăn dụng nhưng mà mình phải tạo cái sự kích thích của cái ăn dụng. Càng ăn dụng càng lén lút nó càng sung sướng vậy. Trời ơi, ghê quá à. Khốn nạn, tại sao mày lấy bộ của ba mày vậy? Nè, lấy cái gì hả? Cái này á là tự nguyện, không có lấy mua cướp gì hết nha ông già. Trời ơi trời, chậm yêu tao mà. Làm gì có chuyện tự nguyện à, mày ép nó phải không? Ép cái gì? Hỏi quay coi, coi có chống cự không? Không chống cự đó là tự nguyện rồi, ép buộc thì đâu có mà tự nguyện được gì. Cái thằng khốn nạn ấy. Ây da, mày vô đây à. Ây da, mày vô đây à. Mày vô đây à. Ây da, 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 ây da. Cục cưng ơi, cục cưng đừng có giận em nữa nha. Tại vì thằng Tuấn nó dụ dỗ em thôi, chứ em không có muốn như vậy đâu. Trời ơi, nó ngổ ghé chuyện luôn á. Sao không nói với anh biết để em trừng trị nó? Sao mà nói được, dù gì á thì Tuấn cũng là con của anh nè. Với lại á, anh thử anh suy nghĩ xem, thằng Tuấn nó có cái gì hơn anh đâu. Nó chỉ mỗi cái là trẻ hơn anh thôi, chứ còn lại là nó thua anh xa. Trời ơi, khéo nịnh quá à. Lần sau á, cứ nói với anh ha, có anh đây rồi, em đừng có sợ gì hết trơn á. Em biết rồi, nhưng mà em có chuyện này muốn nói với anh nè. Là chuyện gì? Anh, em nghĩ cũng tới lúc anh nên cho hai vợ chồng đứng ở riêng đi. Chứ hai vợ chồng nó cũng lớn rồi, ở chung nhà như vậy em cũng thích tí xíu nào quá đó. Chuyện này
đó, để anh coi lại coi sao. Chứ giờ đủ nó đi thì biết đủ đi đâu. Anh nhân nhượng với tụi nó làm gì? Bây giờ anh cho tụi nó ở rảo riêng đi, còn có không gian riêng cho hai đứa mình nữa. Anh nói mà cho hai tụi nó ra ở riêng á, thì ngôi nhà này sẽ là thiên đường của hai đứa mình. Trời, nói hay quá ha, dễ làm quá ha. Em á, chỉ muốn lo cho anh thôi. Bây giờ anh cho hai tụi nó ra ở riêng đi, thì em sẽ ở nhà em lo cho anh nha. Trời, sướng nghe. Nhưng mà có làm được không á, mà lớn giọng vậy? Không tin thì anh cho hai tụi nó ra ở riêng đi rồi anh biết. Em có lo cho anh hay không? Vậy thì anh sẽ tống cổ tụi nó đi, để chúng ta có thế giới riêng. Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời em. Đau quá. Bây giờ là không có lý do lý trống gì chưa? Hai vợ chồng mày làm ơn ra khỏi nhà tao đi. Ra khỏi nhà tao? Cái nhà này dù gì phân nửa cũng là của má tôi. Ông có quyền gì ông đuổi tôi đi hả? Mày ngon, mày không đi á là tao nói mày ngoại tình cho con Quỳnh biết luôn đó. Ngoại tình với con Trầm đó. Trời ơi, sợ dữ trời. Tôi thách ông nói đó. Cái thằng bất dợi này. Mày khỏi thách. Tao nói là tao làm đó. Ông muốn nói cứ nói đi, tôi đâu có cản đâu. Nhưng mà tôi cũng nói được mà. Lúc đó tôi sẽ nói với Quỳnh là ông ăn nằm với lại con Trầm. Lúc đó ông xử lý như thế nào? Mất dạy. Mất dạy hả? Tôi đâu có mất dạy. Đáng lý ra ông phải hãnh diện. Có một đứa con như tôi, người ta có câu con ra là có phúc, đúng không? Hút cái mã cha ông nội mày. Ông đang tự chửi với ông. Ông chưa có chết mà làm gì có mã. Mẹ bà đó, nói câu nào đó nó cứ đó, tin tao quánh mày nữa không? Nè, tôi nhắc cho ông nhớ. Bữa đó tôi nương tay với ông tại vì có Trầm thôi. Tôi sợ Trầm bị ảnh hưởng. Chứ ông nghĩ ông ăn được tôi hả? Này khỏi xỉ gái mày. Lần trước là tao nhịn mày thôi, lần này là tao hốt xác mày nè. Tao chọc thích luôn. Ây da, ây da, nè. Thôi đi. Nè, hai người không biết xấu hổ hả? Cha con với nhau mà suốt ngày chỉ phải đánh nhau thôi là sao? Em không hiểu chuyện này đâu. Cái chuyện này con đừng có tham gia vô chi. Chuyện đàn ông mà. Gì? Chuyện đàn ông gì? Mấy người tưởng tôi ngu hả? Tôi biết hết trơn rồi. Ủa? Biết là sao? Ý em là sao? Tôi biết anh ngoại tình với con Trầm rồi. Đâu có đâu, anh làm gì ngoại tình với con Trầm. Em hiểu lầm rồi đó. Nè, đừng có cãi. Tôi không có mù mà tôi cũng không có ngu đâu. Mày chết chưa con? Ông ba nữa. Gì vậy? Mày nghĩ ba hay lắm hả? Là ba với con Trầm đang ăn nằm với nhau đúng không? Bây giờ ba vì con nhỏ đó, ba đuổi hai vợ chồng con ra khỏi nhà đúng không? Ba nói đi. Không, con có nghĩ gì vậy? Con lẽ con Trầm là thứ mà gái gú đàn ông này đàn ông nọ sao? Chứ sao nữa? Đúng rồi, chuyện này đâu đến mức vậy đâu em. Trời ơi, hai người thiệt hết nói nổi luôn á. Tôi không hiểu tại sao hai người bây giờ lú lẫn như vậy. Hay là trong đầu hai người á suốt ngày tự nghĩ tới cái chuyện mà ngủ ăn nằm với nó không được xong rồi bây giờ điên hết rồi. Nè, ba không có lú lẫn gì đâu nha. Đúng rồi đó, em nói quá rồi đó. Em nói gì chẳng khác nè, em nói anh đó là đam mê sắc dục. Em hơi bị quá đáng rồi nha. Là anh như vậy đó, là thật sự anh là con người như vậy đó. Hai người không thấy hả? Con nhỏ đó đang tới cái nhà này và phá nát mọi thứ rồi. Em làm quá lên vậy ta, anh thấy có gì đâu. Hai người đúng là điên hết rồi. Hai người có biết suy nghĩ không vậy? Hả? Hai người đâu phải là trẻ con đâu. Bây giờ con hỏi hai người nha. Cái gia đình này á, trước khi con nói xuất hiện lúc nào cũng êm ấm hạnh phúc, nhưng mà từ khi nó xuất hiện thì sao? Cha á thì lúc nào cũng đuổi đánh con trai của mình, con trai á thì luôn tìm cách hãm hại cha. Rốt cuộc chuyện này là sao? Trời ơi, thì gia đình mà lâu lâu phải có xích mích chứ em sao á. Thì có gì đâu, thì gia đình mà nhiều khi cha con không có hợp nhau thì cũng xô xát là thấy bình thường mà. Đâu có gì đâu con. Hai người đừng có bao biện nữa. Hai người không phải trẻ con đâu. Vậy bây giờ tôi hỏi hai người nè, từ khi nào cái ngôi nhà này không còn một tiếng cười nào nữa? Hả? Từ khi nào? Bà hiểu ý con rồi. Nhưng mà cái chuyện này anh cũng xin lỗi em nha. Tại vì anh hồ đồ bồng bột quá cho nên mới để xảy ra chuyện gì. Xin lỗi là xong hả? Anh đi ngoại tình á. Anh biết rồi, nhưng mà em tha cho anh lần này đi mà, anh hứa không tái phạm nữa đâu. Cô đúng đó con, cũng tại ba mà dẫn con Trầm về cho nên là gia đình mình mới xích mích vậy đó. Hai người thôi đi, đừng nói gì nữa, con còn thời gian suy nghĩ. Đi ra khỏi đây. Đi.
Sao? Cái chuyện gì muốn nói hả? Ôi trời, mặt cô cũng dày quá ha. Làm gái mà tự hào thiệt á. Chứ giờ tôi có làm gái hay là làm bất kỳ thứ gì để chăng nữa, cái quan trọng là thằng chồng của cô á nó mê tôi. Thì sao? Ê, trà xanh mà tao tưởng đâu là hoa hậu không á. Ở đó mà vên cái mặt lên. Tôi nói cho cô biết, không những một mình thằng chồng cô, mà kể cả thằng cha chồng của cô nó cũng mê tôi nữa. Hai cha con nó nhém tí còn đánh nhau vì tôi nữa đó. Nè, cô phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà cô vẫn ngẩng cái đầu lên được hả? Lòng tự trọng cô ở đâu rồi? Cho dù cô có chửi tôi như thế nào rồi chăng nữa, cái quan trọng là thằng cha chồng của cô nè với thằng chồng của cô nó mê tôi như đi đổ vậy đó. Đôi khi tôi cũng muốn bỏ lắm chứ bộ, nhưng mà hai người đó cứ đi theo tôi hoài à. Tôi hỏi thiệt nha, cô nghĩ là mình sẽ lộng hành như vậy tới khi nào? Mãi mãi. Tại sao lại không? Thiệt không? Ừ. Còn cô kìa, cô lo cho cô đi, coi chừng có ngày cuốn gói mà đi đó. Ừ, dữ vậy hả? Ừ. Sao vậy? Hồi nãy tự tin lắm mà, sao bây giờ rụt cái người co rúm lại vậy? Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh, em xin lỗi chị Quỳnh, em chốc dại, em hứa là em không có như vậy nữa đâu. Chị Quỳnh tha cho em đi chị Quỳnh nha. Không em, không chị Quỳnh. Lòng tốt của chị không có dư thừa mà cho mấy con đĩ như em. Em phá hoại hạnh phúc gia đình nhà chị, bây giờ một lời xin lỗi là xong hả? Bây giờ chị Quỳnh có chửi em như thế nào cũng được nữa, nhưng mà em hứa là em sẽ cút đi ra khỏi nơi đây, em sẽ không làm phiền nó cuộc sống của chị đâu. Chị tha cho em đi chị Quỳnh nha chị. Chị đích tha cho cái loại làm gái như em đâu. Sao vậy? Chửi tiếp đi em, chửi mạnh lên. Mày đừng có nghĩ là tôi xuống nước với mày, còn mày làm tới nha. Ừ, giỏi, nên vậy. Em phải chửi mạnh như vậy á, tại vì cái chỗ mà em sắp đến á, em không được mở miệng ra chửi nhiều như vậy nữa đâu. Cô định đưa tôi đi đâu hả? Thì em thích quyến rũ đàn ông mà. Cái nơi này á, tha hồ cho em quyến rũ đàn ông. Ok? Không, không, cô không đi đâu. Buông tôi ra. Đi. Buông tôi ra. Đây. À, buông tôi ra. Tự mà trả nghiệp cho mình đi cưng.